cái video ngày hôm nay thì mẹ sẽ bật mí với các chị một cái set bộ mà mang lại cho các chị gái vừa mang nét công sở mà vừa mềm mại quyến rũ được chưa ạ? Đó, thay bằng một chiếc quần âu thì tại sao chúng ta không thử mix cho mình với một em sơ mi như thế này, kết hợp với một mẫu chân váy xòe giúp các chị gái trở nên mềm mại hơn và vô cùng là lịch sự các chị yêu nhá. Đó, với chị gái nào mà mình muốn tôn được lên đường cong cho các chị gái thì chắc chắn là phải lưu ý đến em này của nhà em này. Một em chân váy ôm với thiết kế hai bên có ly nhẹ, giúp các chị gái có điểm nhấn cực kỳ tốt ở phần vòng eo và trở nên thon gọn hơn rất là nhiều. Đó, hai sự lựa chọn cho các chị yêu vừa mềm mại và quyến rũ các chị gái nhé. Với cái tông màu đen trắng kết hợp với nhau, đây là một cặp đôi hoàn hảo cho các chị yêu luôn em. Các chị có thể ngắm gần em chân váy này cho em, đây là phiên bản chân váy ôm này. Còn với chân váy mẹ đang mặc là phiên bản chân váy xòe có thiết kế cách tân đính cúp này cho các chị. Và có thiết kế cái cặp đai vuông như thế này thì khi các chị mặc thì nó sẽ điểm nhấn ở phần vòng eo rất là tốt luôn.